cóp này lên rồi là em không hết cái phim. Cái phim này hết rồi đó. Bây giờ là 3:40, cúp điện thì mình không được nghĩ tới buổi sáng. Chỉ cần một lấy cái iPad, lập cái đèn, đi chơi này có hơi khó lắm nhỉ. Nhưng không sao, mình vui. Stay positive. Bây giờ mình đi ra sân bay. Sân bay gọi là Athens International. Lộn hết, đây là domestic airport. Tưởng Việt Nam không ngồi xong ra sân này. Ok, record một cách hoàn mỹ. Yay! Giờ là mình đã tới airport. Vô cùng là giống xong luôn. Để cho mạng người. Được, đòi cấm mà. Vô mà làm gì? Tới nè, domestic check. Hú hồn. Mình in vé trước nhỉ? Đây. Để in xem, scan này. Vậy là mình đi tới security check in thôi. Mọi người, mình đã tới Sydney và mình đã được pick up bởi một chú từ hotel. Và bây giờ mình đang trên đường chạy bộ về Four Seasons Hotel khoảng 20 phút. Sau khi mình tới khách sạn, mình sẽ để vali ở đó, mình sẽ đi Starbucks. Đúng. Không ai cản được tụi mình. Sau 1 năm 3 tháng 1 năm 3 tháng mà không uống Starbucks mọi người. Mình đã nhịn quá lâu. Đây là Four Seasons Hotel, đây là cái cửa mình ra vào nhà vệ sinh. Thực ra thì không biết làm sao để bật đèn. Thì như vậy. Đây chính là nó. Hey 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 hey.
ngờ chắc không ai mình nghe. Đây để mình dẫn người vô một cái nơi mà mình không phải tức mà mình rất là tức luôn. Đây nè. Nhà vệ sinh. Mình bật đèn lên. Đây. Ok. Queen vô đây giới thiệu Queen. Ê chứ. Hello. Mày dẫn nhau. Ủa kem đâu? Kem nó ngang đâu? Đâu có sợ. Tưởng là giọt của mình. Đây, để mình kể cho mọi người nghe, đó chính là mình và Queen tôi tưởng rằng là mình mày thì bà chạy đánh răng là quá lắm rồi. Tại mình luôn đi khách sạn là mình không có mang theo bà chạy đánh răng. Mà hôm nay mình có mang theo là một sự kỳ tích lớn. Đó, ở vấn đề là mình tin tưởng là không có bà chạy đánh răng nhưng sẽ có kem đánh răng. Nhưng không ngờ. Mình không ngờ mọi người, mình tới đây mình thay đồ xong hết, mình tẩy trang. Mình mặc đồ ngủ. Mặc đồ ngủ vô rồi, mình chú ý. Ủa là sao ta, tự nhiên ở đây không có cái Queen đột ngột chạy ra hoảng hốt phải ủa meo không biết cái này không có cái bánh răng. Tại sao cái xong mình không ngờ ở đây nha, giới thiệu cho mọi người biết nó cho mình một bánh răng. Mọi người thấy cái răng không nè? Mọi người thấy rõ không vậy mọi người? Nè mọi người, đây là cái nhãn hiệu cái meo mạnh mẽ ra ngoài cầm theo tờ 5 đồng nó xuống học. Trời ơi quá lắm, quá lắm là 5 đô. Năm đô cuối cùng lắm mà 5 đô không cái nào gì được. Cái xong xuống dưới mọi người, cái mình định ra cái đường đằng sau nó mới có, đâu có ngờ mới xuống dưới lầu cái có luôn. Vui quá hai đứa, trời ơi ông trời cũng thương mình, không có kem bánh răng thì thôi nhưng mà có cái tỷ chỗ gần nhà cũng được. Bước xuống là tới ngay cổng khách sạn luôn, chợ vui hướng ăn hỏi chạy vô mua. Cái xong meo đứng cầm tiếng răng này, mọi người đứng xong nói chuyện mình vậy nè. Cái xong cái ông mà nó cầm tờ 5 đô nha, nó để thẳng thần trước mặt ổng vậy á. Cái xong ổng nói là 6 đô rưỡi mà mang cái 5 đô xuống hả. Cái xong mặt tụi mình đâu có kịp hết vì chém giá, mặt tụi mình đâu có buồn đâu mọi người, mặt tụi mình nó đâu có má buồn cũng nó không có mẹ cổ vàng. Chứ mẹ con trai cũng đỡ quê hơn ở Sydney chứ LA buồn lắm. Sợ gặp lại anh này mới tiếng chứ không ra thiệt.